Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Coi túi chăm chỉ không nè. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một món tráng miệng vô cùng đơn giản. Đó là mút sữa chua với một tầng mút phúc bồn tử ở trên. Và điểm đặt trên cùng sẽ là một tầng sốt chua chua ngọt ngọt. Thế nên cái món này nó kiểu kiểu mát mát này. Và ăn vào một mùa hè thì sẽ rất là phù hợp. Thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Cho phần đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần mút sữa chua trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị ra một cái âu, sau đó thì sẽ bỏ lần lượt phần kem tươi cũng như là một chút đường vô. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh bông phần kem tươi cho đến khi nó đạt đến trạng thái bông cứng. Và bây giờ thì sẽ là một giây phút quảng cáo cho cái máy đánh trứng mình mới săn được của Shopee hôm 6 tháng 6. Cái này thì mình không nhận được một số quảng cáo nào từ hãng này đâu, cơ mà mình thật sự rất là thích cái máy đánh trứng này luôn á. Kiểu cái công suất của nó khá là lớn ấy, thế nên mình đánh bông kem tươi nhanh khủng khiếp luôn. Mình đánh cái phần kem này là chỉ mất khoảng 2 đến 3 phút thôi ấy, mà nó đã bông, mà mình chỉ sợ nó bông quá thôi ấy. Mọi người chỉ cần đánh cho nó khi nó chóp mềm, chúng ta giơ cái bát lên mà nó hơi di chuyển thì vẫn ăn được nha. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm phần sữa chua. Sữa chua mà hôm nay mình sử dụng thì là sữa chua không đường. Với việc dùng sữa chua không đường thì mọi người sẽ dễ dàng kiểm soát được cái lượng đường mà nó vào cái mousse và sẽ kiểm soát được cái độ ngọt tốt hơn. Ichi-ni-san nhé. Arigato. Và cho cái tô con mèo dễ thương thì chúng ta sẽ cho phần gelatin và phần nước vô. Sau đó thì mình sẽ khuấy đều và bỏ nó vô trong tủ mát tầm khoảng 5 phút. Sau đó thì mình sẽ quay lò vi sóng tầm 1 phút cho nó tan chảy khi mà gelatin đã nở ra ấy. Thì đây là gelatin của mình khi mà đã nở ra, mình sẽ cho lại bộ phần mút lúc ấy. Cái hỗn hợp cuối cùng khi mà chúng ta thu được thì nó sẽ khá là lỏng và mướt như thế này, nó không được đặc quá đâu nha. Nếu như mousse của chúng ta đặc thì khi mà nó đông lại ấy, thì nó sẽ bị rỗ khí khá là nhiều. Đây, lại một cái khuôn đó mình mua ở trên Shopee. Khuôn này xinh nhỉ, khuôn này là cái bạn ấy order trên Taobao ấy. Mình sẽ để link mua ở bên dưới nhá. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho cái phần mousse sữa chua vô. Mọi người nhớ là chỉ cho tầm khoảng 2 phần 3 chia ra làm 2 hộp như thế này. Mỗi hộp sẽ tầm khoảng 100g. Phần còn lại thì mình sẽ để làm cái phần mousse phúc bồn tử ở bên trên ấy. Mọi người lau qua một chút những cái chỗ bị dây bẩn. Và sau đó thì chúng ta sẽ để nó trong tủ đông nha. Tầm khoảng 30 phút cho đến khi cái mousse mousse nó se cứng lại. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ làm cái phần mousse dâu ở trên nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chia nốt cái phần mút sữa chua còn lại vào hai cái bát, thì mỗi bát sẽ tầm khoảng từ 50 đến 60g á. Hôm nay thì mình sẽ xài cái sinh tố phúc bồn tử này để mà tạo ra được cái hương vị phúc bồn tử nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần dây cái phần hạt, vì cái này nó có khá là nhiều hạt ở bên trong ấy. Mọi người sẽ dây ra và sau đó thì chúng ta sẽ lấy tầm khoảng 20g phần phúc bồn tử nước cốt này nha. Vì cái phần sinh tố này khá là ngọt, thế nên chúng ta sẽ cần bổ sung thêm một chút chua bằng nước chanh. Và sau đó thì chúng ta sẽ hòa quyện lại với cái phần mút sữa chua ban đầu. Ở bước này thì mọi người hãy vừa làm và vừa nếm thử nhé. Theo như công thức của mình thì thấy nó hơi ngọt ấy, thế nên mình đã cho thêm một chút sữa chua sau khi mà hòa quyện phần phúc bồn tử vô. Thì mọi người có thể cho thêm lượng sữa chua tùy ý, tùy theo cái sở thích và khẩu vị của mọi người nha. Và cũng như bước cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm phần gelatin và nước đã đun chảy. Cách làm thì vẫn y xì như lúc nãy vô. Cuối cùng thì hòa quyện và trộn đều là xong. Sau 30 phút thì phần mút sữa chua của mình lúc này đã gần như là đông đá rồi ấy. Mình sẽ dùng một cái thìa và sau đó thì chan nhẹ nhàng cái phần mút phúc bồn tử lên trên. Nhìn nó màu hồng cũng xinh xinh nhỉ, kiểu hồng baby pink ấy. Cuối cùng thì đậy nắp lại và sau đó thì chúng ta sẽ bảo quản cái phần mút này trong tủ mát ít nhất 2 tiếng cho đến khi mặt mút hoàn toàn se lại nha. Bên cạnh cái phần sinh tố phúc bồn tử thì mình cũng có thử nghiệm với dùng thử mứt xem thì nó gia vị như thế nào. Thì mình không thích cái vị mứt này lắm bởi vì nó có quá nhiều đường ấy, nó làm cho cái mousse này nó ngọt khủng khiếp luôn. Sau đó thì cái vị hoa quả nó cũng không rõ được so với mình khi mà làm bóng sinh tố ấy. Thế nên mình khuyên là mọi người hãy dùng cái sinh tố kia thì hơn ạ. Ta sẽ làm cái phần sốt hoa quả ở bên trên. Thì cái sốt này sẽ làm tăng thêm cái hương vị phúc bồn tử cũng như là thêm một chút chua ấy. Thì nó sẽ cảm giác giống như là một hũ sữa chua xong có cái sốt nó chảy chảy ấy, thì nó sẽ ngon. Mọi người cũng có thể cho gelatin vào cái này thì nó sẽ như là một cái lớp thạch không thôi, cũng ngon lắm. Đây là cái nước cherry mình mới mua ở cái El Place ấy. Ngon khủng khiếp luôn ạ. Cái vị kiểu nó không bị lợ hóa học xong nó còn chua chua ấy, kết hợp với cả cái phúc bồn tử là kiểu best luôn. Phần sốt này thì mọi người có thể làm khi mà cái phần mút đã đông cũng được, hoặc là làm sẵn rồi chuẩn bị thì cũng được. Mà kiểu đổ ra xong rồi ăn trực tiếp ấy thì nó cũng khá là ngon đó. Xong nó cũng có một cái màu đỏ rất là đẹp ấy, thế nên làm cho cái ly mút của mình kiểu nhìn nó nổi bật luôn ấy. Và như thế là phần mút của chúng ta đã hoàn thành rồi này.
Mọi người nhớ trong cái phim Chú Chuột Đầu Bếp, khi mà cái ông Ego, cái ông đánh giá thực phẩm ăn ấy, xong kiểu nó flashback về cái quá khứ của ông ấy ăn ấy. Khi mình ăn cái mousse sữa chua này cảm giác y xì như thế luôn ạ. Kiểu ăn cái sữa chua nhớ về những cái ngày tháng cấp 1 ấy, xong rồi được phân phát sữa chua hồi bán chú ấy. Ăn nó y xì như thế luôn, kiểu nó ngon lắm luôn á. Xong nó còn mát và dễ làm nữa. Thế nên hy vọng là mọi người sẽ thích video này và hãy làm theo mình nha. Giờ thì bye bye.